again. Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu kênh YouTube của mình, đó là chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chương trình của một khóa học SEO lên top. Và chương trình này được giảm giá với 40%. Thì các bạn muốn đăng ký khóa học để biết được những thủ thuật và những công cụ SEO lên top thì các bạn vui lòng các bạn vào trang là các bạn chọn ở đây là trang blog của mình, đó là nguyentronghuyen.blog.com. Thì các bạn sẽ vào đây thì các bạn sẽ thấy khóa học SEO lên top của chuyên gia. Thì giới thiệu khóa học thì khóa học này là nhằm giúp cho các bạn hiểu được và cách vận hành SEO lên top của các trang web hoặc SEO sản phẩm lên. Thì khóa học này các bạn sẽ nghiên cứu các từ khóa về SEO và phân bố được từ khóa vào các trang web và nắm được kỹ năng SEO với on-page để tối ưu trang web của mình và xây dựng được nội dung SEO cho trang web. Đó là điều tất yếu và quan trọng nhất. Và hướng dẫn cho các bạn những công cụ, những thủ thuật SEO ở trên web. Và ở đây là đối tượng đào tạo và giám đốc các công ty kinh doanh. Thì đến với khóa học này, các bạn sẽ được giảm giá với 40%. Thì ở cái đường link ở đây thì các bạn sẽ vào cái link này thì các bạn sẽ chọn vào đây để nhận được mã giảm giá khi mà các bạn đăng ký ở đường link này ở đây. Thì đầu tiên các bạn chọn ở đây và các bạn kéo xuống đây thì các bạn thấy cái đường link là đăng ký giảm giá ở đây thì các bạn chọn vào đây thì lập tức sẽ chuyển đến cái trang web là học SEO lên top cùng chuyên gia. Thì giá là 700.000 và các bạn đi theo cái đường link đó thì các bạn được giảm giá là 40%, là còn 419.000 cho khóa học này. Thì mời các bạn hãy theo dõi một đoạn về khóa học ở đây. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách thức Google hoạt động như thế nào. Thì để hiểu được Google hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái clip rất là hay của một cái kiến trúc sư hàng đầu của Google, đó là anh Smartcat. Chúng ta sẽ tìm trên YouTube một clip với cái từ khóa là How Search Work. Các bạn hãy tìm cho tôi và cùng xem là cách thức để Google hoạt động như nào. Nếu và bài chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy nhấn đăng ký subscribe kênh của mình để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào các bạn.